Xin chào các bạn. Thì mấy hôm rồi mình không có video. Hôm nay mình làm một cái video chủ đề là về Cell Network. Thì như một số thông tin đang đồn đoán thì khả năng là thời gian sắp tới, thời gian gần đây thôi, thì chúng ta sẽ thấy được là Cell sẽ tiến hành mainnet. Đó là thông tin đang được lan truyền trên internet, trên cộng đồng mạng, cũng như là sự úp mở từ dự án Cell Network. Hôm nay mình có hai cái thông tin đơn giản liên quan đến Cell. Ngoài cái thông tin mình vừa chia sẻ vừa rồi, đó là như các bạn đã biết rồi, Space ID ha, đã từng airdrop cho chúng ta những cái người dùng mà có tên miền BNB hoặc là tên miền là ARRB. Thì hiện nay Space ID và Cell đã có một sự kết hợp. Đó là gì? Sắp tới các bạn có thể mua được tên miền Cell ở trên Space ID. Thì mình cũng không rõ là cái tên miền Cell này sau này có giúp cho các bạn có được cái sự airdrop hay không, nhưng mà cái tên miền Cell này nó sẽ cho chúng ta biết rằng là khả năng cái thời gian mà Cell Network mainnet đó là chúng ta đã rất gần rồi. Vì vậy các bạn hãy cố gắng tham gia những cái dự án ở trên Cell để kiếm thêm trên transaction, kiếm thêm cái khối lượng giao dịch trên mạng lưới Cell. Rồi, đây là cái thông tin đầu tiên. Cái thông tin thứ hai là các bạn muốn kiếm thêm transaction cũng như là gì tương tác với những cái smart contract ở trên Cell Network, thì chúng ta sẽ qua cái thông tin thứ hai. Đó là cái sàn cái dự án, đó là Eclipse Path. Thì các bạn đã từng làm những nhiệm vụ Cell Network liên quan đến Eclipse Path rồi. Mình cũng không nhớ là cái nhiệm vụ là nhiệm vụ thứ bao nhiêu. Nhưng mà hiện nay có một cái dự án đó là Cell Cell FE đang bán IDO ở trên Eclipse này các bạn ha. Thì thực ra là cái dự án này người ta đang bán IDO, nhưng đó là chỉ là IDO trên mạng testnet thôi. Nhưng mà chúng ta hãy làm, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có được transaction, nó sẽ giúp cho chúng ta tương tác với thêm một smart contract nữa ở trên mạng lưới Cell Network. Thì đây là cái đường dẫn các bạn ha. Các bạn vào đây, sau đó các bạn chọn gì, project, xong các bạn sẽ thấy được là gì, Cell Cell FE. Và hiện nay cái Cell Cell FE này đang cho chúng ta mua token Cell. Cái token Cell FE này các bạn ha, thì điều kiện là các bạn phải có được là gì, phải có được USDC. Ví dụ như mình đây, sau khi các bạn kết nối ví vào thì các bạn chọn như mình là Binance. Thì đây mỗi người sẽ được cấp mua là gì, 100 USDC, tức là các bạn mua tối đa có con số mà các bạn có thể mua được là 100 USDC. Vì hiện nay là nó đang bán, nó đã thông báo bán public rồi và sẽ còn hơn 6 ngày nữa là kết thúc public. Thì các bạn chỉ việc chọn đây mát, xong các bạn chọn là buy, xong rồi các bạn chọn thì cái phí giao dịch đó thì các bạn nên chọn là medium hoặc high giùm mình ha, cái phí gas, vì hiện nay là mạng Cell khá là bận, cho nên là các bạn phải chọn lên medium hoặc high thì nó mới tiến hành hoàn thành giao dịch được. Thì cái việc mua thì mình cũng không rõ là nó sẽ dễ hay không, bởi vì mình cái kinh nghiệm của mình như thế này là sáng nay là khoảng tầm 7 đến 8 giờ ngày 7 tháng 6 năm 2023 thì mình mua là liên tục báo lỗi. Tối hôm qua mình cũng mua liên tục báo lỗi, và hồi trưa nay lúc khoảng tầm 1 giờ mình mua thì nó đã thành công. Vì vậy các bạn hãy tranh thủ vào mai cho mình tham gia cái dự án này để chúng ta có thêm được những cái transaction cũng như là thêm cái tương tác với những cái smart contract mới ở trên Cell Network. Thì như các bạn đã biết, đây các bạn ứng vô dashboard thì đây đây là ba cái dự án mình đã tham gia các bạn ha. Đây, hai dự án này thì mình đã claim hết rồi. Đây đã claim được 1250 này. Cái dự án hai nu thì mình claim được 2222 này. Và tiếp theo là cái dự án này thì mình cũng đang chờ để mình có thể claim được. Rồi, đây là những cái thông tin ngắn và một số thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì các bạn xem được video thì hãy tranh thủ làm theo mình, nó sẽ tốn của các bạn một chút thời gian thôi, nhưng mà khả năng nó sẽ nâng cao cho các bạn cái việc mà sẽ có được airdrop trên mạng lưới Cell Network, nếu như Cell Network airdrop cho người dùng. Và các bạn đừng quên rằng hãy vào Discord của Cell Network
hãy join vào Discord của Sales Network và cố gắng lên level 7. Sau đó hãy cố gắng bằng mọi cách để các bạn có thể lấy được cái role đó là official. Thì hiện nay thì cái thời gian có lẽ là còn khá là ít rồi, vì vậy các bạn hãy cố gắng. Thì các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng một ngày thì chat liên tục, cứ khoảng 2 phút các bạn sẽ được chat một lần để các bạn lên được cái level 7. Sau đó các bạn vào cái phần tin nhắn đã được ghi ở trên này, sau đó các bạn hãy đọc và các bạn làm theo để các bạn có thể kiếm được cái role official. Rồi, mình sẽ dừng video về Sales Network ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay và bổ ích, hãy cho mình một like, một subscribe và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh của mình. Xin chào các bạn.